một cây tùng được tạo tác mô tả theo dáng dải đất chữ S Việt Nam thân yêu của chúng ta. Quá là độc đáo. Kìa đẹp ý. Dải vàng. Triển lãm Nha Trang Khánh Hòa nhá. Hội Hoa Xuân. Xứng đáng quá gì nữa. Wow. Quá đẹp. Người ta nói cái bộ môn nghệ thuật này là bộ môn trời đầy. Anh em nhìn thế này thôi, nhưng mà thực ra đang nhiệt độ ngoài trời đang tầm khoảng 37 độ. Đây là vườn của anh Phạm Ngọc Thạch. À quên, anh Nguyễn Ngọc Thạch. Ê, em chào anh nhá. Em bắt tay với anh idol phát. Chào. Ai, hôm gặp anh ấy ở vườn Neo Garden. Đây. Hôm nay mới được đến Đà Lạt để xem vườn anh ấy đây. Một khu vườn lý tưởng. Anh đang làm cái gì đấy? Ở đây là cái gì anh? Trái á. Trái nào à? Ôi lần đầu tiên em nhìn thấy cái trái đấy. Ồ. Lúc đầu thú thật với anh là em tưởng là cái anh phun cái gì mà cơ. Sao anh để phân trì lên trên tán lá. Thì một cái cây duyên tùng Đài Loan. Dáng đổ. Lang Biang Bonsai Garden anh em ơi. Lang Biang. Đó, số điện thoại của anh Ngọc Thạch. Chúng ta có thể nhìn thấy một tác phẩm hữu quyên. Hoa đẹp chưa? Mặt hoa đẹp chưa? Đây. Ui. Tôi có cách phân biệt duyên tùng Đài Loan này anh em ạ. Cứ nhìn thấy quả là duyên tùng Đài Loan. Rất siêng trái. Này. Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Cây này là cây thủy trúc phải không anh? Hay quá nhỉ? Đi mỗi nơi thấy cái cây vùng miền rất là riêng. Cây này thì tôi cũng nhìn thấy nhiều ở Hà Nội rồi, hay trồng để như cả cải tạo chấp nước thì phải. Nhưng mà lần đầu tiên thấy một cây to nhỉ, một khóm to nhỉ. Đây khu vườn anh Nguyễn Ngọc Thạch. Đây đi một vòng nhá. Thế này mà anh bảo gớm á. Đang dọn nó đẹp thế này rồi anh em ạ. Này đẹp chưa. Cái đường lũa của nó này. Càng đi tôi càng yêu lá kim hơn. Mọi người bảo là tôi yêu cái em tùng hay là em kim thì tôi yêu em kim nhá. Em tùng thì con trai quá. Em kim. Em kim nói chung. Cây này giống con rồng không? Wow. Từ nãy giờ tôi thấy mấy cây thác đổ đấy. Và anh Ngọc Thạch anh ấy có cái nét làm cây đổ rất riêng. Đây là cái thông này. Ui. Cây này cây thì đẹp rồi nhưng mà anh nhìn cái rêu này. Ủa sao cái rêu đẹp này? Sao rêu đẹp đây? Có thật sương bồ. Đây. Ủa anh ơi. Cây này là cây gì anh? Có phải nhót à? Nhót đấy á? To thế? Ui. Ở vườn tôi thì bạn quý bạn thỉnh thoảng bạn mang một cái nhót khá là to về mà tôi đã thấy to rồi. Cái này bự hơn này. Đây tôi cho cái tay vào cho anh xem. Đây. Hốc này. Ui. Đã quá anh ơi. Cái nhót to thế. Vừa to và đẹp cơ. Cây gì đây?
Thạch xương bồ trong này. Đây này là cái gì? Ui. Đây. Đẹp không anh em? Lên Đà Lạt mà không xem lạc kim thì đúng là hơi phí. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Đẹp tuyệt vời luôn anh em. Đây, tôi phát hiện ra một điều là anh em quấn băng chun vào này, xong rồi bẻ. Nó vừa giữ được mát cái khu này, vừa tránh toạc cành. Hay phết cái băng chun này. Anh em sáng tạo quá. Mai sau mà tôi muốn uốn cái cây gì thì tôi sẽ làm theo cách đấy. Đây. Đẹp thế. Ui, phiêu thật, quả lũa này. Đây tôi thấy đa số những cái thùng tùng rất to. Quả này không biết ăn được không nhỉ? Đây hình như là cái nho thân gỗ nhỉ? Đúng rồi, hình như đúng rồi. Anh nghĩ đây là cái nho thân gỗ đúng không anh? Trời đất, lại thêm một cái nho thân gỗ bonsai mà to này. Vâng. Trái nó toàn từ thân mà đen thui mà ăn ngon lắm. Nho thân gỗ. Đây này. Nãy bên vườn bạn Huy Nguyễn thì chúng ta có nhắc đến một loại gọi là cái mai xanh. Thì đây là bông của nó, là hoa của nó. Này, đẹp chưa anh em? Phê không? Để tôi ngửi xem thử em thơm không nhá. Không thấy mùi. Đây, một cái đỗ quyên này. Mai xanh nhá. Gốc này cũng hoành tráng lắm này. To hoành tráng. Đấy. Mà hoa đẹp không? Hoa như bầu trời. Ở đây có một cái phông rất bự. Cây này thì vẫn còn là phôi thôi nhưng mà vào tay nghệ nhân thì ít nữa là thành tác phẩm đẹp đấy. Vườn của anh Ngọc Thạch thì có vẻ là nhỏ hơn vườn của bạn Huy Nguyễn. Thế nhưng mà phôi phiếc cái thứ là cây nó cũng rất là to hoành tráng. Và có nét rất riêng nhá. Đúng là cùng một phôi nhưng mà vào tay hai nghệ nhân là cái kết tạo tác hoàn toàn khác nhau. Đây này, cái cây này đậm chất Nhật Bản. Đậm chất Nhật Bản. Anh em nhìn cái cốt cách đường thân nó đi. Đẹp không? Cách người ta xé tàn ra này. Tổng thể này. Một khu vườn đậm chất Nhật Bản. Do nghệ nhân Việt Nam tạo tác. Đấy, có những gốc đỗ quyên rất là to, rất là đẹp. Lá xanh mướt luôn. Đây, cái này đẹp này. Chắc bách diệp này. Wow. Wow. Sững người luôn. Anh em thấy cái màu lá nó yêu không? Còn cái dáng lá của nó thì làm tôi liên tưởng đến cái bông tuyết. Rất đẹp. Lũa của nó tuyệt đẹp luôn. Trời đất ơi. Tí nữa là tôi phải xin chụp với cả cái tác phẩm này mới được. Thích quá. Đi một ngày đàn học sàng côn. Vừa được học lại vừa được chiêm ngưỡng cái tác phẩm quý thế này. Thực sự thì lá kim vẫn là một cái gì đấy mà tôi nghĩ là những người chơi cây bonsai nên chinh phục một lần. Nên thử chinh phục trong suốt quá trình chơi cây. Đây, từ cái búp búp mùa này. Đẹp không? À,
Tôi thấy một cái bầu chiết ở đây. Cái bầu chiết ở đây. Hay quá nhỉ. Anh em nhìn tán nó phê không? Tán rất phê nhá. Đấy, nếu mà chỉ nhìn cái góc này này, góc này nữa này, thì anh em tưởng là ở Nhật đúng không? À, tôi tìm thấy một cây Việt Nam ở đây. Là một cây nhất chi mai nhá, mà to lắm. Nhất chi mai này. Đây, nhìn cái lá tôi biết rồi. Vẫn còn nụ. Vẫn còn nụ luôn, dữ dằn luôn. Cao, cao, cây này phải 2 mét. Quá đã. Đây. Ủa ôi. Cây này đẹp thế. Cây này đẹp thế. Giải vàng. Triển lãm Nha Trang Khánh Hòa nhá. Hội Hoa Xuân. Xứng đáng quá gì nữa. Trời ơi, tùng Đài Loan. Đây, tôi sẽ quay kỹ cái tác phẩm này nhá. Má ơi, đi sâu vào chi tiết nó này. Sướng không? Sướng không? Đây. Lúc đem về là nó còn trong cái chậu lớn lắm, chậu phôi rồi. Vâng. Thế là từ lúc mà anh đưa về anh tạo tác là được bao nhiêu năm rồi anh? Ba năm mấy. Ba năm mấy, tức là gần 4 năm đi. Ồ, từ một cái phôi nhá. Thì tinh chỉnh lại nhỉ. Ủa nhưng mà đẹp lắm. Cây này tôi phải chữ E kéo dài. Anh ơi, đây là cây tùng gì anh? Cây tùng hương. Nó giống giống kiểu cây bắc ca ly á, hoặc là cây sút ở châu Âu á. Vâng. Châu Âu nó hay chơi dòng này đó. Dạ. Yeah. Đấy, em thấy lá nó hơi khác một chút. Đây, cái màu lá cũng như là cái cách mà dáng lá nó khác hoàn toàn luôn. Các loại tùng bình thường. Còn thân thì tôi nghĩ là cũng không khác nhiều lắm. Nhưng mà đây, nó khác ở cái lá này. Ở đây em thấy đa số anh có cây lá kim rất là bắt mắt. Nhìn rất là quốc tế. Đây, ví dụ như cái này. Không hiểu sao mà lẽ tôi đã bỏ qua cái này. Huy chương vàng. Chương vàng luôn. Quá đẹp. Người ta nói cái bộ môn nghệ thuật này là bộ môn trời đầy. Anh em nhìn thế này thôi, nhưng mà thực ra đang nhiệt độ ngoài trời đang tầm khoảng 37 độ. Và tôi đang đội nón. Đội nón. Đấy, tôi đang đội nón để ra giữa trời ngắm những cái tác phẩm đấy. Không uổng tí nào luôn này. Mình có đoạn cò này. Đây tôi sẽ quay từ đây. Lượn một tí này. Lượn một tí này. Lượn một tí này. Lượn một tí này. Lượn tí này. Thử tài tay đua tí. Trời đất ơi. Đây, tổng hòa ra được một tác phẩm như thế này. Rất tuyệt. Vâng. Sung. Sung hơn cả cây sung. Đây, cây này đây này. Nhìn cái này là tôi liên tưởng đến một cái gì anh em biết không? Đúng rồi, anh em đúng, anh em đang suy nghĩ đúng đấy. Giải đất hình chữ S đấy, cây rất Việt Nam nhưng mà chất liệu Nhật. À, cái này tùng búp Đài Loan mà đẹp không? Cây dáng đứng Việt Nam nhá, đẹp thế nhở? Đấy, lại một đường đua công thức 1 ạ.
phê quá. Nó là lạc vào những cái nơi như thế này là không muốn về. Đấy. Đẹp không anh em? Đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây anh ấy có những cây tùng mơ ước. Mơ ước của tất cả những người chơi cây, chơi hệ mộc. Đẹp ấy. Đây. Đẹp quá anh ơi. Vườn mình nó hơi nắng. Nắng cây là mới thích anh ạ. Chiều đây nó không mưa chứ em qua giờ này nó xuống nước rồi. Nó xuống nước từ 1 giờ. Cây này bự quá. Nếu anh em mà thắc mắc quả nho thân gỗ nó như thế nào ấy thì đây. Đây là quả non nhá. Quả non này. Đó, ít nữa chín nó sẽ to bằng khoảng ngón tay cái. Đó, tròn tròn và chín đến màu đen, ăn rất là ngon. Tôi đã từng ăn rồi. Ê, em thấy ở dưới kia là anh vườn ươm à? Hay là vườn phôi? Vườn phôi. Vâng. Phôi trồng lâu rồi, 18 năm, tới 20 năm. Đấy, để nguyên liệu làm những cây này kia. Đó, như cái tùng hương này cũng trồng được khoảng chừng 15 năm rồi đó. Thấy chưa? 15 năm cho những cái tác phẩm như thế, trồng từ phôi. Quá là cầu kỳ, quá là ok. Chân dung anh thật. Nhiều phôi thông đẹp lắm. Tí nữa em sẽ xuống quay xem là anh trồng phôi như nào mà tốt thế. Đấy, ở đây anh có rất nhiều cây chắc bách diệp này. Thông này. À, với phôi thông. Đây là đủ khỏe rồi, nó hơi bó thêm dây thun vô xong là đưa lên thôi. Cái này là cái thông gì anh? Thông ba lá. Thông ba lá. Hình như gọi là ngoài Bắc gọi là thông mã vĩ đúng không ạ? Chắc vậy á. Không phải, thông mã vĩ là thông hai lá. Hai lá, ở đây là ba lá. Hai lá thông hai lá ngoài ở Hải Dương á. Nó đi. Cái lá nó dài hơn với cái mầm nó mập, nó cái tược lóng nó dài á, khó làm bonsai hơn cái loại này. Cái vỏ nó cũng đẹp à. Úi, cây này là cây gì anh? Xanh si à? Xanh. Sao xanh xanh là móng hay sao đẹp này? Mình cũng không biết nữa, hồi nó đẹp lắm, để ăn dài nó chết bớt chi rồi. À, anh em nhìn lá đẹp không? Không biết nó phải là móng, anh em cho tôi xin comment nhá. Cảm quan tôi thấy lá rất bóng, dày. Quả cũng đẹp nữa. Đây, da thì trắng. Tôi không chuyên xanh si, tôi cũng chả rõ. Anh nghe cây này là cây cherry. Cái gì gọi là Suriname anh? Đây rất nhiều thông và chắc bách diệp là nguồn phôi. Thì dĩ nhiên rồi, lúc đầu tiên thì nó cũng sẽ phải là những cây phôi này. Thế mà anh nhìn đấy. Những cái gốc ở trên kia thành phẩm hoặc là bán thành phẩm nhìn nó phê, nó đã. Đây anh bảo cây chuỗi ngọc đây đúng không? Đúng rồi. Ở ngoài em gọi là cây găng. Găng vàng thì gọi là vùng miền thôi chứ. Còn cái cây nó vẫn là cây đấy. À, em nhìn thì cũng có linh sam nhá. Cái này là hồi mua 18.000 nhánh chút xíu. 18.000 một nhánh. Ừ. Bây giờ thế là cũng to bự như thế này. Ờ. Đấy, bây giờ Đà Lạt thì cái loại này nó ít hoa hơn nhiều. Vâng. Đây, rất nhiều phôi. Đào tùm lum hết đó. Ừ, cả dưới kia nữa kìa. Vâng, vậy là chúng ta đã khám phá xong khu vườn của anh Nguyễn Ngọc Thạch. Trước mắt tôi vẫn còn một vài địa điểm nữa của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Và chiều nay thì chúng tôi sẽ di chuyển từ Đà Lạt về Đắk Lắk. Vậy thì ở Đắk Lắk có cái gì? Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé. Cảm ơn mọi người vì đã xem đến hết video. Còn bây giờ thì Phil Zumbasai xin được nói lời chào tạm biệt.